Trong video phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những nguyên tắc cơ bản trong chiến lược giao dịch cổ phiếu trong thị trường con gấu của Mark Minervini. Cụ thể, chúng ta đã biết được rằng trong một thị trường con gấu có 3 giai đoạn chính mà các nhà giao dịch cần phải chú ý, đó là dự đoán, trùng hợp và xác nhận. Và 5 điều mà chúng ta cần chú ý để tìm kiếm các siêu cổ phiếu trong cái thị trường con gấu. Nếu mà các bạn chưa có xem video phần 1, mời các bạn theo dõi, mình có để link ở dưới phần mô tả. Trong video phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp giao dịch cụ thể mà Mark Minervini sử dụng trong cái thị trường con gấu thông qua các ví dụ thực tế. Hy vọng rằng video phần 2 này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách mà giao dịch cổ phiếu trong cái thị trường con gấu của Mark Minervini. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Để bắt đầu, hãy xem ví dụ năm 1990 và sau đó tôi sẽ chuyển qua các cái giai đoạn khác. Cũng năm 1990, đây là Nasdaq đang đi lên từ đáy, không phải trực tiếp từ đáy, nhưng chúng chỉ đi lên ngay sau đó, ngay khi chúng ta vừa mới bắt đầu đi lên từ đáy. Và một cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của tôi vào thời điểm đó, đó là Engen. Tôi đã mua nó vào ngày này khi mà nó tạo ra mức giá cao hơn và tôi muốn bạn thấy. Hãy nhìn sự tương phản giữa Engen và thị trường vào thời điểm đó. Hãy xem Engen đang nằm trong cái xu hướng tăng trong khi thị trường đang nằm trong cái xu hướng giảm. Đó là những gì mà bạn muốn thấy. Bạn muốn đảm bảo rằng cổ phiếu đang nằm trong cái xu hướng tăng. Và nếu bạn muốn điều này một cách dễ dàng nhất, nếu bạn đọc bất kỳ cuốn sách nào của tôi thì có những tiêu chí mà tôi gọi đó là giai đoạn 2, giai đoạn của xu hướng tăng. Nó phải đáp ứng tất cả các cái tiêu chí này. Nếu không đáp ứng được các tiêu chí này thì cổ phiếu không được xác nhận là nằm trong giai đoạn 2, giai đoạn tăng giá. Ngoài ra, trong Market Smith có những thứ mà tôi gọi là mẫu hình xu hướng. Có một số mẫu hình xu hướng khác nhau trong đó mà bạn có thể sử dụng. Một mẫu hình xu hướng tăng ở giai đoạn 2 được xác nhận là thứ mà chúng tôi gọi là Feynman. Bạn đi tới Open Stock Idea nếu bạn là thành viên. Nếu bạn không phải là thành viên, bạn có thể tham gia và bạn có thể theo dõi các cái xu hướng của chúng tôi. Điều này cũng sẽ cho bạn biết sức khỏe của thị trường. Bạn biết đấy, khi mà thị trường thực sự khỏe mạnh, bạn sẽ thấy 700, 800, 900 cổ phiếu trong cái xu hướng tăng. Bây giờ bạn biết đấy, có rất ít cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tăng. Vì vậy, đó là một chỉ báo tốt về sức khỏe của thị trường. Nhưng điều đó sẽ cung cấp cho bạn một cái danh sách và bạn sẽ biết điểm khởi đầu về những cổ phiếu đang nằm trong cái xu hướng tăng. Bây giờ, quay trở lại với Engen. Khi điều này có tính dự báo bởi vì thị trường đang điều chỉnh, bạn có thể thấy Engen đạt lên cái đỉnh cao mới mỗi khi mà thị trường có một cái đợt tăng nhỏ. Engen thực sự đã vào cái vùng cao mới. Sau đó, thị trường có một đợt giảm một chút. Thị trường đã kìm hãm cổ phiếu này lại, nhưng nó đã quay trở lại cái vùng cao mới. Và sau đó, ngay xung quanh cái mức thấp, đây là nơi mà nó thật sự giảm giá. Nếu mọi người bắt đầu bỏ cuộc, bạn sẽ tham gia và đôi khi cổ phiếu tạo ra một cái mức thấp, cổ phiếu tạo ra một cái đợt rung lắc, cổ phiếu tạo ra một cái sự thoát lui. Cùng với đó là tạo một cái nền giá và sau đó cổ phiếu thắt chặt bên phía phải. Đây là một cái thiết lập hoàn hảo. Bây giờ cổ phiếu đang đi lên ngay sau cái mức thấp đó. Một trong những cổ phiếu đầu tiên xuất hiện là Engen. Nó đã tăng khoảng 300-350% chỉ trong một năm sau đó. Đó là một cổ phiếu thắng lớn của tôi. Nếu bạn nhìn vào thị trường, đây là nơi nó xuất hiện ngay sau cái mức thấp. Và khi mà bạn thấy cổ phiếu thiết lập như vậy xung quanh cái vùng thấp đó, đó là một chỉ báo tốt dành cho bạn. Và đây có thể là đáy của thị trường hoặc bạn đã gần đáy rồi. Vì vậy, tôi gọi thứ này là những cú đấm đau. Và tôi bắt đầu nói về cách mà các bạn có thể dễ dàng phát hiện ra chúng hoặc dễ dàng phát hiện ra chúng hơn ở trong các đợt điều chỉnh do sự tương phản về xu hướng tăng của cổ phiếu và xu hướng giảm của thị trường. Có một sự tương phản mà bạn không thể bỏ lỡ. Và một điều tốt nữa cần phải làm là chạy một màn hình có trong Market Smith, được gọi là đường sức mạnh tương đối RS. Bạn có thể tìm thấy nó trong Open Stock Idea. Màn hình này hiển thị cho các bạn là các cổ phiếu có đường RS đang đi lên các mức cao mới. Sau khi mà tạo các cái nền giá, tôi thích chạy màn hình này khi mà thị trường đang nằm trong cái xu hướng giảm giá hoặc trong một cái đợt điều chỉnh. Bạn sẽ tìm thấy tên như là một cái tên mà gần đây tôi đã giao dịch là cổ phiếu BPT. Lý do chúng ta đang làm cái điều này là vì nhiều người nói về cái đòn bẩy. Phần lớn đòn bẩy mà tôi nhận được từ thị trường là từ việc mua các cổ phiếu có động lực, có động cơ mạnh mẽ.
để mang cho tôi những cái loại biến động mà tôi có thể làm tăng cái lượng tiền của tôi một cách rất nhanh. Vì vậy, tôi thích được các cái đòn bẩy từ chính cổ phiếu, không nhất thiết phải thiết lập margin ở những cổ phiếu có khả năng tăng giá. Hãy nhìn vào sự tương phản giữa hai thứ, nơi mà có một xu hướng tăng rất mạnh trong khi mà thị trường đang giảm giá. Đây là một cổ phiếu mà tôi vừa mới giao dịch gần đây. Tôi không nhớ rõ nữa Mark. Mark có tham gia vào cái cổ phiếu BPT không? Tôi nghĩ là bạn đã tránh xa thị trường khá nhiều. Tôi nghĩ là bạn đã bỏ lỡ một vài cái cổ phiếu dầu như thế này. Hay là bạn có tham gia vào cổ phiếu này với chúng tôi không Mark? Tôi đã không tham gia vào cái này. Tôi đã tham gia vào một số cổ phiếu dầu khác vào đầu năm, nhưng không phải là cổ phiếu này. Đúng vậy. Đó là những gì mà tôi nghĩ. Tôi đã mua nó ngay khi nó đang thoát khỏi cái vùng này. Tôi nghĩ là tôi đã mua vào ngày 24 và nó đã tăng lên. Tôi đã thật sự chốt lời khi mà nó tăng lên. Tôi đã bán nó trong một vài ngày. Vào ngày cuối cùng tôi bán nó, tôi có thể đạt được 50% lợi nhuận. Và cuối cùng tôi đã chốt ở 34% lợi nhuận. Nhưng nó đã tăng cao hơn vào ngày hôm sau đó. Nhưng đó là một cú tăng nhỏ và nhanh chóng. Một lần nữa, hãy nhìn vào thị trường. Thị trường mới chỉ có một cú tăng nhỏ từ cái mức thấp. Và cổ phiếu này mới chỉ có một cú bứt phá. Bây giờ một lần nữa, đây có thể là cổ phiếu có tính chu kỳ. Và đây có thể chỉ là một động thái có thể giao dịch. Nó có thể không phải là một động thái bền vững. Nhưng nếu bạn đạt được 50% lợi nhuận trong vòng 10 ngày, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bạn có thể cộng gộp điều đó lại và tạo ra một khoản lợi nhuận rất lớn. Đó là những gì mà tôi đang tìm kiếm. Tôi đang tìm kiếm là điểm khởi đầu. Bây giờ một lần nữa, nếu tôi có thể tự định vị vị trí của mình, thì tôi sẽ có lái. Tôi cố gắng đạt được một động thái lớn hơn. Điều đó thật tuyệt. Nhưng mà tôi muốn một động thái ngắn hạn, thậm chí là có thể tự chúng đạt được cái mục tiêu của tôi. Và đây là cách mà tôi làm được điều đó. Và đây là đòn bẩy. Hãy nhìn vào thị trường. Hãy nhìn vào sự khác biệt của thị trường. Làm chỉ tăng một vài phần trăm. Và đây là một cổ phiếu đã tăng gấp 10 lần thị trường. Mark, bạn có nhớ Number Equator không? Tôi nghĩ là bạn đã giao dịch cổ phiếu này đúng không? Đúng vậy, tôi đã giao dịch nó, nhưng không giữ nó đủ lâu. Tôi đã nhớ rất rõ. Vâng, tôi đã xử lý sai cổ phiếu này. Và đó là một trong những lý do tôi thích nhắc về cái điều đó. Đây là một cổ phiếu mà tôi nhắm mục tiêu một cách hoàn hảo. Tôi đã theo dõi nó và mua nó một cách hoàn hảo, nhưng tôi không kiếm được nhiều tiền như tôi nên kiếm được từ cổ phiếu này. Nhưng mà bạn có thể thấy một lần nữa, chúng ta đã có một vài điều chỉnh ở đây. Cổ phiếu này chỉ đang cố gắng đi lên một cái điểm cao hơn, tương tự như cổ phiếu AMPS, là một cổ phiếu dược phẩm. Năm ngoái cũng có xu hướng giống với cổ phiếu này, và tôi đã giao dịch cổ phiếu đó và có được một khoản lợi nhuận nhỏ và nhanh chóng ở đây. Nhưng nhìn vào đòn bẩy mà bạn nhận được từ Number Equator, một lần nữa, thị trường bắt đầu chạm đáy ở đây, bắt đầu di chuyển lên từ cái mức thấp. Bạn nhận được một chút biến động từ thị trường. Nhưng bạn nhìn qua đây, bạn biết đấy, 5 tháng sau, thị trường gần như là bằng phẳng và Number Equator đã tăng đến 90% trong một giai đoạn đi ngang của thị trường. Một lần nữa, đây là đòn bẩy to lớn. Đây là thứ mà bạn đang tìm kiếm và bạn cần tìm kiếm những thứ này ngay bây giờ khi mà thị trường đang giảm giá, không phải là sau này. Đây là thời điểm bạn nên nhìn thấy vị trí dẫn đầu một lần nữa. Bạn thấy những cú đấm đau sẽ bắt đầu nhô ra. Hãy cùng xem một số nền giá và một số cổ phiếu khác mà tôi đã giao dịch trong những năm qua và cho bạn thấy một số điểm những gì mà tôi tìm kiếm khi mà thực hiện giao dịch. Hãy nhớ rằng khi chúng ta xem các biểu đồ này và một lần nữa trong chương trình Master Trader của chúng tôi có một workbook 500 trang và trong 500 trang đó có hàng trăm ví dụ. Không phải tất cả các ví dụ là tôi đã giao dịch nhưng phần lớn trong số đó có thể là tới 90%. Tương tự như bài thuyết trình ngày hôm nay, tôi không quay lại và nói rằng, chà, cổ phiếu này phù hợp với quan điểm của tôi về việc tìm kiếm thứ gì đó và đảo ngược kỹ thuật này. Đây là một trong những cổ phiếu mà tôi không có lợi thế nhận thức về sau này. Và tôi đang cho các bạn thấy cách mà tôi có những cơ hội đó, cách mà tôi có được những thứ mà tôi không muốn gọi là khả năng thấu thị hay tầm nhìn xa. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng những gì mà tôi đang tìm kiếm là những gì mà tôi dựa vào để đưa ra cái quyết định này. Và tất nhiên, tôi cũng có rất nhiều cổ phiếu thua cuộc. Đó là lý do tại sao tôi phải quản lý rủi ro. Bây giờ, hãy cùng nhìn một số cổ phiếu đã hoạt động tốt gần đây và những cổ phiếu tốt trông như thế nào. Đây tất nhiên là Amazon. Hai lần tôi thật sự mua Amazon là sau IPO mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Và lần này, sau một đợt điều chỉnh lớn của thị trường và một lần nữa, một xu hướng hoàn toàn trái ngược
cổ phiếu đang trong một cái xu hướng tăng và cổ phiếu bắt đầu di chuyển qua một cái xu hướng tăng, cổ phiếu đang dịch chuyển, cổ phiếu chỉ đang bắt đầu di chuyển sang một cái xu hướng tăng, cổ phiếu đang ở trong một cái giai đoạn định hướng, đây là nền giá đầu tiên, đây là thời điểm sớm nhất mà tôi muốn giao dịch của một cổ phiếu là sau khi nó chuyển qua cái xu hướng tăng. Nhưng cách mà nó tăng so với thị trường thật sự đáng kể. Một lần nữa hãy nhìn vào đòn bẩy mà bạn nhận được khi mà thị trường vẫn đang ở đáy. Thị trường tạo đáy và bắt đầu đi lên vào những năm 2003. Nhưng Amazon đã bắt đầu đi lên vào những năm 2002 và có một bước nhảy vọt lớn trước khi mà bạn biết điều gì đã xảy ra. Và tất nhiên, nếu mà bạn biết phần còn lại, nếu mà bạn nắm giữ lâu hơn, đây thật sự là cổ phiếu có khả năng di chuyển rất lớn. Đây là điều mà tôi muốn bạn nhìn thấy. Tôi muốn bạn xem, hãy xem Amazon vào năm 2002. Đây thật sự là một điều gì đó đáng để đối chiếu. Vì vậy, chúng ta hãy xem nó ở đây. Nó đang đi ra khỏi một cái mô hình chiếc cốc tay cầm hoàn hảo. Cổ phiếu không thể có được một cái tắt tay cầm tốt hơn ở đây. Cổ phiếu có một khu vực gian lận với mô hình VCB. Trong khi cổ phiếu đã đi qua một cái điểm pivot nhỏ ở đây, những người trong số các bạn đã đọc sách của tôi sẽ biết tôi đang nói về cái điều gì. Hãy nhìn vào thị trường ngay khi mà nó bắt đầu đi lên từ cái mức thấp. Nhưng bây giờ tôi muốn tua nhanh đến ngày nay. Hãy xem Amazon ngày nay với thị trường. Điều đó nói cho bạn điều gì Mark? Không có sự thiếu hiệu quả hoặc định giá thiếu hiệu quả trong Amazon nữa. Nó thật sự là mối tương quan 1-1 với Nasdaq. Vâng, nó đã trở thành thị trường. Nó bây giờ đã trở thành thị trường. Nó đã trở thành một công ty lớn. Một công ty cồng kềnh này là thị trường. Và bây giờ nó không còn cái sự định giá không hiệu quả nữa. Đó là nơi mà có thể ở trong các chu kỳ riêng của mình, chu kỳ thu nhập riêng của mình, chu kỳ trưởng thành về giá trị riêng của mình. Vì vậy, bây giờ bạn phải bắt đầu tìm kiếm các Amazon tiếp theo, không phải Amazon hay Netflix. Và tất cả những cái tên mà sau một khoảng thời gian, họ thực hiện các động thái lớn của họ và rất ít người nghĩ rằng đây là những cổ phiếu chính thắng tiếp theo. Bây giờ mọi người đều tin tưởng vào những cổ phiếu này và tất nhiên, động thái lớn của nó đã kết thúc. Vì vậy, bây giờ là lúc mà bạn tìm kiếm những siêu cổ phiếu tiếp theo. Đó là một cái bẫy mà tất cả những người mới đều mắc phải. Họ muốn mua Apple, họ muốn mua Amazon, hoặc họ muốn tìm kiếm cái thứ gì đó. Và thực tế là nếu bạn không biết nó là cái thứ gì, bạn có thể là người tiếp theo cho chu kỳ tiếp theo. Cái bẫy là nhìn vào những siêu cổ phiếu trước đây, những siêu cổ phiếu không còn các khả năng dẫn đầu trong chu kỳ mới. Điều đó rất khó xảy ra. Bởi vì các cổ phiếu mới sẽ là các cái tên tiếp theo của Amazon. Bạn sẽ không quen thuộc với chúng và bạn sẽ không có sự thoải mái khi nói rằng ồ không, tất nhiên là chúng không phá sản. Bạn thấy một cổ phiếu không nhất thiết phải phá sản để khiến bạn thua lỗ, khiến bạn mất tiền và nó có thể đơn giản là mất thời gian. Cisco Systems, Microsoft và tất cả những cái tên đã đạt đỉnh trong vụ nổ năm 1999 mà tôi đã tham gia và kiếm được rất nhiều tiền. Họ cũng không đi ra ngoài kinh doanh. Nhưng họ đã khiến rất nhiều người thất nghiệp, các cổ phiếu đi xuống, di chuyển ngang. Và một số người trong số họ không thể trở lại điểm hòa vốn sau 20 năm. Điều tương tự cũng xảy ra vào những năm 70. Khi S-Man, Kodak và tất cả những cái tên là những cổ phiếu công nghệ cao vào thời điểm đó, bạn quay trở lại những năm 20, tất cả những cái tên đã kết thúc và S-Man Kodak đã đi ngang trong 24 năm, trong khi S&P 500 tăng 500% và nó đã từng là con cưng của Wall. Điều này đã xảy ra và lặp đi lặp lại. CMG là một trong những cổ phiếu khác vào thời điểm đó. Bạn biết đấy, nó đã đi ra khỏi cái vùng tích lũy vào năm 2010. Và một lần nữa, bạn có biết đây là thời điểm mà nhiều người vào thời điểm đó không biết đến Chipotle. Đây là một những nơi mà chúng tôi đã mua cổ phiếu này, tôi không nhớ. Nhưng tôi nghĩ là bạn đã tham gia vào cổ phiếu này đúng không Mark? Đúng vậy. Nếu mà bạn không nhớ, vào đầu tháng 5, chúng ta đã có một cái sự cố chớp nhoáng. Và bạn đã thấy cổ phiếu này hoạt động tốt như thế nào, ngay cả khi thị trường điều chỉnh. Nó đã không sụp đổ như bao cổ phiếu khác đã xảy ra. Vâng, nó đã giữ và tạo nên một nền giá hoàn hảo. Điều này bắt đầu vào những năm 2010. Và chỉ cần nhanh chóng một chút thôi, bạn sẽ biết câu đố này và lịch sử ở đây. Mark Richards, người hiện đang làm việc với tôi một cách thường xuyên, đồng giảng viên của Master Trader và làm việc với tôi tại Intermediate Private Assets, đã tham gia chương trình Master Trader đầu tiên của tôi vào năm 2010 và là khách hàng trả tiền của Mentavent Private Access cho đến cách đây vài năm, trong 10 năm phải không? Bạn là khách hàng trả tiền trong 10 năm à?
Ogier đã hơn một thập kỷ. Đúng rồi, vậy nên anh ấy là một trong những lời chứng thực thật sự tốt của tôi. Vậy một lần nữa, hãy nhìn vào đòn bẩy mà bạn nhận được. Bạn nhận thấy thị trường và đây là thứ xuất hiện nhiều hơn là xác nhận. Đồng ý, chắc chắn không có sự trùng hợp với mức thấp, nhưng mà bạn đã lùi lại một chút ở đây khi cổ phiếu đi lên từ động thái đi xuống đó, hoặc gần như là có một lần kiểm tra lại. Vì vậy bạn có thể gọi đó là cái sự trùng hợp và xác nhận. Nhưng mà bạn thấy thị trường đang di chuyển lên đây. Bạn nhận được nhiều đòn bẩy và bạn nhận được nhiều đòn bẩy từ cổ phiếu này. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Hãy nhớ là tôi đã nói có 5 điều khác nhau mà chúng ta cần tìm kiếm. Một trong những cách tiếp theo là tìm kiếm những cổ phiếu có sự phục hồi nhanh nhất. Đây là một những câu chuyện tuyệt vời, vừa hài hước vừa buồn cười, nhưng nó là một kết thúc có hậu. Vào năm 1990, tôi đã thấy các cổ phiếu bật tăng trở lại từ mức thấp. Đây là lúc tôi mua Amgen và công ty phẫu thuật ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Chăm sóc sức khỏe, như tôi đã nói, các cái sản phẩm về y tế và một loạt các cái tên mà rất ít người đã từng nghe đến. Cisco System vào thời điểm đó đã có, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà họ đã có 16 quý liên tiếp với lợi nhuận ba con số. Nó là một trong những công ty hoạt động tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu này đã tăng vọt trong vòng 10 ngày khi mà thị trường điều chỉnh. Cổ phiếu này đã điều chỉnh và phá vỡ mức thấp nhất của đợt IPO. Nó đã tăng trở lại và đạt mức cao mới trong vòng 10 ngày, sau đó nó đã giảm xuống. Sau khi bắt đầu tăng trở lại, tôi đã mua nó tại đây. Tôi đã mua cổ phiếu này khi nó tăng lên ở đây khoảng 30 đô la. Tôi đã bán nó ở 35 đô la tại đây và sau đó cổ phiếu đã tăng lên 70.000% và sẽ không bao giờ dừng lại vì tôi. Một lần nữa, đây là một siêu cổ phiếu đang đi lên. Trong cùng thời kỳ đó, tôi đã kiếm được 35.000%. Vì vậy, tôi đã có một nửa động thái của Cisco bằng cách giao dịch một số cổ phiếu. Vì vậy, nó là một kết thúc có hậu. Để cho bạn thấy rõ hơn, tôi sẽ cho bạn xem một cái ví dụ gần đây hơn. Ví dụ tương tự là Peloton đã thực hiện một hành động giá tương tự khi phá vỡ mức thấp nhất của đại dịch Covid. Một lần nữa, cổ phiếu có một đợt IPO, nó giảm xuống, phá vỡ mức thấp nhất của đợt IPO và sau đó bật tăng trở lại từ cái mức thấp. Thực ra, ngay từ trước khi chạm cái mức thấp, cổ phiếu đã có cái động thái tăng giá đầu tiên và sau đó đã tăng trở lại cái mức cao mới. Cổ phiếu đã bật tăng trở lại vùng giá cao trong 18 ngày. Sau đó, nó đã giảm xuống và cổ phiếu có một nền giá rất nhỏ, tương tự như cách mà tôi đã giao dịch Cisco. Đó là điểm kéo ngược. Và khi nó bắt đầu tăng trở lại từ cái điểm kéo ngược, đó là một vị trí tuyệt vời để tham gia vào cổ phiếu này một lần nữa. Sức mạnh của cổ phiếu đang cho bạn biết rằng cổ phiếu này đang muốn đi lên. Hãy nhìn vào mức độ sinh lời mà bạn nhận được. Cổ phiếu này đã tăng từ cái mức thấp 30 đô la lên tới 140 đô la trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong vòng 6 tháng. Đây là một mức độ sinh lời đáng kinh ngạc. Hãy xem xét DocuSign. Đây là một những trường hợp khác mà bạn có thể thấy khi mà thị trường đã điều chỉnh. Và tất nhiên, nếu mà bạn đã giữ cổ phiếu này vào cái thời điểm đó, thì đây là một đợt giảm khá nghiêm trọng. Đó không phải là một trò đùa. Đường kẻ mỏng nhỏ ở đây trông có vẻ vô hại trên biểu đồ này, nhưng nó thật sự đáng sợ. Bạn có thể thấy một vài điều. Một là bạn vẫn đang nằm trong một cái xu hướng tăng. Bạn quay trở lại đường MA 200 ngày, nhưng mà bạn đã tăng trở lại cái mức cao mới trong chỉ 10 ngày. Một lần nữa, giống như hai trường hợp khác, nó là một động thái điều chỉnh nhỏ, bạn thấy một khoảng thời gian tạm dừng, sau đó cổ phiếu bắt đầu tăng tốc. Đó là nơi mà bạn có cơ hội mua vào cổ phiếu khi mà giá giảm xuống cái mức thấp. Hãy nhìn vào mức sinh lợi của bạn nhận được từ cổ phiếu đó. Một lần nữa, nó bắt đầu vào khoảng 100 đô la và sau đó tăng lên 300 đô la và nhiều hơn nữa. Đó là một động thái lớn, một vài trăm phần trăm chỉ trong 5 tháng rưỡi. Đây là một mức độ sinh lời mà tôi đang nói đến. Đây là một ví dụ khác, thật sự là một cổ phiếu tuyệt vời để mua sau khi mà nó giảm xuống cái mức thấp. Bạn có nhớ rõ không? Tôi đã nghĩ bạn đã mua cổ phiếu này, tôi thật sự nghĩ rằng bạn đã giới thiệu nó cho tôi Mark vào năm 2020. Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mà chúng ta đã mua nó. Cổ phiếu này thật tuyệt vời. Theodoc ở thời điểm này, và tôi biết tôi vừa nghe mọi người kể rằng Theodoc là một cơ hội một đời. Nó là một món hời và tất nhiên chúng ta biết một số người nổi tiếng đã mua nó. Đây là thời điểm mà để mua Theodoc. Đây là nơi mà nó có cái tương lai phía trước để thực hiện một cái động thái lớn. Và nó đã được báo trước bởi sức mạnh của cổ phiếu này. Hãy nghĩ về cái vụ tai nạn. Vụ tai nạn COVID-19 đã khiến Dow Jones giảm tới 9.000 điểm. Cổ phiếu này đã thậm chí không đóng cửa dưới đường trung bình 50 ngày.
đường trung bình 50 ngày đang có xu hướng tăng và bạn muốn nói gì về sức mạnh của nó? Và sau khi giảm xuống mức thấp, nó đã quay trở lại cái vùng cao mới trong vòng 3 ngày. 3 ngày, đây là một trong những cổ phiếu mạnh nhất trên toàn thị trường vào thời điểm đó. Và chúng tôi đã mua nó ngay tại đây, nó đã điều chỉnh trở lại. Cùng một cách chính xác như Cisco, Peloton, Dorcasin, cổ phiếu di chuyển vào cái vùng cao mới. Cổ phiếu này quay trở lại, động thái giảm giá đầu tiên và sau đó nó bắt đầu tăng trở lại. Đó là nơi bạn có cơ hội mua nó ngay sau khi nó giảm xuống cái mức thấp. Đây là một trong những cổ phiếu tuyệt vời để mua. Cuối cùng là một cổ phiếu mà bạn rất thích cổ phiếu nhỏ này hơn vào thời điểm đó. Nhưng mà bạn có nhớ cổ phiếu này không Mark? Tôi nhớ rất rõ cổ phiếu này. Điều thú vị là nó đã có một cái đợt mua thêm sau đó. Lẽ ra tôi phải mua vào cái thời điểm đó, nhưng tôi đã không mua thêm tại đây. Nhưng vâng, đây là một trong những bài học kinh nghiệm. Đây là một những động thái mạnh mẽ xuất hiện sau khi mà bạn thấy thị trường chung. Cổ phiếu này đã tăng gấp đôi và sau đó nó trở nên rất chặt chẽ. Và bạn đã có một ngày khối lượng cạn kiệt. Đây là một bài học kinh nghiệm. Vâng, tôi đã mua cổ phiếu này, Mark đã mua nó. Đây là cổ phiếu mà chúng tôi đã đưa cho các thành viên của mình. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì tôi đã bán ngay sau khi nó tăng vọt và có một cái động thái lớn tại đây. Mark đã giữ nó, tôi đã tìm cách mua lại nó nhưng mà tôi đã không mua lại được. Chúng tôi đã đặt một cảnh báo ở đây như là một khả năng mua lại những cổ phiếu đã giữ. Nó cho một cái động thái lớn và kiếm được nhiều tiền hơn tôi vào thời điểm đó. Xin chúc mừng Mark. Kudos to you.